Nó không còn Nata cơ mà. Ơ, Nata đây rồi. Từ từ, để tôi bán. Để tôi bán con Brody đi. Là đủ tiền. Đúng rồi, lấy Nata về. Up lên. Đây rồi. Nata giáng lâm công ơi. Thằng này, ủ dồi ôi, bộ thằng này phải hơn 150 lực chiến anh em ạ. Để tốt mỡ anh em ơi, Nata ơi. Nata 3 các ông ơi, Nata 3 xin được thưa với anh em, đây là Nata 3 chiếm tinh các ông ạ. Ôi, một, ôi lại 1v10 à. Nata ơi, ui dồi, Nata các ông kìa, không bất bao, ui, con Nata này nó bị điên rồi. Ui dồi. Gần 300.000 đam cơ ông ạ. Hello, what's up? Xin chào anh em đã quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Tôm Mỡ. Và hôm trước Mỡ có đọc một cái comment bên dưới video clip mà Mỡ có làm về bộ chiêm tinh, bảo với Mỡ rằng là: anh Mỡ ơi, em thấy anh làm rất nhiều video clip về các cái kiểu bộ chiêm tinh như kiểu Karina, Iritel, rồi thì các thứ các kiểu, nhưng mà em vẫn chưa thấy anh làm về video clip chiêm tinh của Natalia. Đó. Thì chúng ta đều biết rằng Natalia ở thời điểm hiện tại, đây là một cái con cờ 5 vàng rất đắt đỏ trong game. Và cái cách để mà kiếm được Natalia thì có hai cách. Cách thứ nhất đó chính là anh em up slot thật nhanh lên cấp 8 và cấp 9 để có tỷ lệ roll ra được Natalia, đúng không ạ? Cách thứ hai đó chính là chúng ta sẽ nó gọi là cái gì anh em nhỉ? Cách thứ hai đó chúng ta sẽ sử dụng cái con chỉ huy Burst với cái điểm tài năng bàn tay của Humaidas, giống như trong trận đấu này mới sử dụng. Thì sau cái tân hộp vận mệnh đầu tiên thì chúng ta sẽ được phép sử dụng cái điểm tài năng của cái con chỉ huy này để mà có một lần duy nhất roll ra toàn những cái con cờ 5 vàng để mà từ đó đi tìm kiếm Natalia. Anh em hiểu không? Vậy thì ngày hôm nay Mỡ sẽ sử dụng cách thứ hai để xem rằng là cái nhân phẩm của Mỡ ở trong cái game đấu này nó sẽ là đỏ hay đen, và liệu là có tìm được Natalia 5 vàng với chiêm tinh không anh em nhá. Nhưng mà ở trong cái round hộp vận mệnh đầu tiên là hơi đen khi mà Mỡ chưa có được cho mình đó là cái pha lê chiêm tinh, nên là Mỡ sẽ lấy tạm cái bậc thạch anh em bạn. Ok rồi, bây giờ bắt đầu sử dụng kích hoạt điểm tài năng của cái con Burst này anh em này. Cái con anh ấn vào cái điểm từ anh em chờ Mỡ đấy. Đó, ồ, một Nata, một Minotaur cũng là chiêm tinh. Thật ra nếu như mà nó ra cờ như thế này nó là hơi đen anh em nhé, bởi vì nó sẽ chỉ ra Natalia và Minotaur mỗi đứa một con thôi. Phải, Mỡ nghĩ là phải, nếu như mà anh em nào mà chơi cái con này mà đỏ ấy thì có thể nó sẽ ra một cái con tướng 5 vàng 2 sao luôn, hoặc bình thường sẽ là hai con Nata hoặc là hai con Minotaur ấy. Nhưng mà thôi, game nó đã bắt mình chỉ cho mình như thế này rồi thì có gì sai đấy anh em nhé. Mỡ sẽ lấy cả Nata lẫn Minotaur và đưa vào trong cái bộ cờ của mình. Đấy, tạm thời Natalia bây giờ chưa có pha lê chiêm tinh, nhưng mà nó đã kích được bộ sát thủ và đam của cái bộ 5 vàng này nó cũng khá là to, và bọn 5 vàng này màu cũng khá là cứng, cho nên là Mỡ sẽ để tạm như thế này anh em ạ. Đó, anh em thấy không? Cái skill của cái con Minotaur khi mà tích đủ nội năng thì nó sẽ giống yên như skill của cái con Minotaur ở trong đánh thường, ở trong classic gọi là đánh rank, nó sẽ dẫm tổng cộng là 3 lần. Còn sức mạnh của Natalia thì có lẽ anh em đều đã biết rồi. Sức mạnh của Natalia về cơ bản là khi mà cái vị tướng này tích đủ cho mình đó là mana thì cái vị tướng này sẽ cao. Đấy, nhưng mà nó sẽ khác so với đánh thường cũng như là đánh rank ở chỗ nếu như mà nó cao và cái cú cao đấy của nó kết liễu đi được một tướng địch ý, thì kết liễu đi được một cờ địch ý, thì ngay lập tức nó sẽ hồi đầy mana và nó sẽ nhảy sang cái mục tiêu tiếp theo. Anh em hiểu không ạ? Đó, ok. Thì về cơ bản là cái con Natalia cái sức mạnh của nó là như vậy. Còn cái cách chơi cũng như là làm thế nào để tìm ra được Nata 3 thì bây giờ nói chắc nói với anh em vẫn còn sớm, bởi vì ở thời điểm hiện tại bây giờ Mỡ mới chỉ có được cái cấp 5 và chuẩn bị bước sang cho mình đó là cái tên quái thứ hai mà thôi. Lượng máu ở thời điểm hiện tại của Mỡ đang là 84 máu, và anh em nên nhớ rằng nếu như anh em chơi cái bộ này để mà đi tìm Nata 3 vàng ý, Nata 3 sao,
thì nói thật với anh em là nó sẽ tương đối khó và vất vả ở giai đoạn đầu game. Anh em hiểu không ạ? Đầu game thì cái con Natalia này thực sự phải nói với anh em là nó đang khá là yếu, cũng như là cái bộ cờ chiêm tinh này nó đang khá là yếu. Và cái bộ cờ này nó chỉ thực sự bắt đầu mạnh khi mà Nata lên được Nata 2 và có pha lê chiêm tinh để mà kích hoạt được sang cho mình, đó là bộ chiêm tinh anh em nhá. Rồi ok. Uầy, mà cứ tưởng là ăn được cái ông Owen này cơ, nhưng mà về cơ bản lại là không ăn được ông này mất rồi, bởi vì Irithel mới chỉ có Irithel 1. Đấy, bây giờ anh em có thể nhìn thấy nhá, là để mà chúng ta chơi được cái bộ này này thì anh em sẽ cần phải hạn chế roll cờ đến hết mức có thể, và chúng ta sẽ cần phải tích lũy cái lượng vàng để mà tiến hành up slot đấy khi mà chúng ta có thể. Đấy, bây giờ là mỡ đang ở thời điểm hiện tại là mỡ đang có 27 vàng, và có được cho mình đó là cái cấp 6 để mà up lên cái cấp tiếp theo ấy là mỡ sẽ cần đến 28 vàng. Nhưng mà sau turn quái này, anh em lưu ý nhá, sau turn quái này thì chúng ta sẽ có được cho mình cái lượng vàng đủ để up lên. Cụ thể đây là cái cấp sao đang từ 28 vàng nó sẽ giảm xuống còn 26 vàng, và cái lượng vàng ở thời điểm hiện tại của chúng ta sau khi kết thúc round này ấy, nó sẽ là 28 vàng và nó đủ để up slot, và mỡ sẽ up slot luôn anh em ạ. Lưu ý là chơi cái bộ này anh em cần phải up slot một cách nhanh nhất có thể nhá. Và chiến dưu berserker à? Được đấy, cầm chiến dưu anh em nhá. Chiến dưu thì cho đó là cái vị tướng Natalia. Đấy, Nata 1 thôi nhưng mà có đủ đồ thì nó cào vẫn thốn anh em ạ. Rồi bây giờ thì mỡ sẽ up slot lấy tinh khí. Ui, cái tinh khí chiêm tinh ánh sáng nó là cái tinh khí chiêm tinh đều nhất mà mỡ thấy được, nó đánh rất khó anh em ạ. Cái tinh khí ánh sáng anh em biết là cái tinh khí như thế nào không? Nó sẽ hy sinh cờ của chúng ta để mà hiến tế cho cái con mà đang có tinh khí ánh sáng ấy, để mà nó không bị hạ gục. Cho nên là mỡ đang thấy là cái tinh khí ánh sáng này nó vớ vẩn lắm anh em ạ. Cho nên là chúng ta vẫn sẽ lấy cái tinh khí này về, nhưng mà chúng ta không đưa cho bất kỳ vị tướng nào anh em nha. Bởi vì đưa cho cái vị tướng nào sái là chúng ta toang ấy. Rồi, bây giờ là bắt đầu round sau cái tân quái thứ hai. Mỡ đã có được một cái bộ cờ, anh em nhìn vào cộng hưởng anh em thấy khá là khỏe đúng không? Hai sát thủ 5 chiêm tinh với cả hai kỷ nguyên, tức là mỡ mới chỉ có hai sát thủ 3 chiêm tinh và hai kỷ nguyên mà thôi. Về cơ bản bộ cờ này nó vẫn đang khá yếu. Vì làm sao ạ? Bây giờ trên cái bàn cờ của mỡ toàn tướng 1 sao còn gì nữa anh em? Đấy, và sau khi mà đắp xong cái chiêm tinh thì mỡ sẽ nâng xong một chút xíu kỷ nguyên. Bởi vì Natalia là sát thủ kỷ nguyên. Nếu như mà chúng ta lấy được những cái con như là Brody, như là cái vị tướng Zohet, đấy, thì chúng ta sẽ có thể đẩy lên được đó là gần 3. Và nếu như mà có cộng hưởng kỷ nguyên, tinh khí kỷ nguyên nó sẽ là 4. Thì khi mà có đủ 4 cái con cờ kỷ nguyên ở trên bàn cờ này thì cái tỷ lệ hách vàng, tỷ lệ hách vàng anh em ạ, nó sẽ trở nên là rất là cao. Ok. Rồi, rất may là cái bộ cờ này thì mỡ cũng đã hạ gục đi được cái thanh niên hip cúp A-174 kia. Cờ nhù sao nhìn trẻ con anh em nhỉ. Nhưng mà anh em có thể nhìn thấy là bây giờ cờ một sao mỡ chẳng có cách nào để mà mỡ làm cho cái bộ cờ này nó khỏe lên cả. Bây giờ chúng ta không được roll. Bây giờ roll là chúng ta thua anh em ạ. Bây giờ chúng ta bắt buộc phải up slot. Đấy, bây giờ phải đánh đổi thôi anh em ạ. Phải đặt niềm tin vào sức mạnh của bộ cờ này thôi. Bây giờ chúng ta phải chờ up slot lên cấp 8 nhá. Xong nếu lý tưởng là chúng ta sẽ phải up slot lên cấp 9. Nhưng cấp 8 thì về cơ bản là anh em vẫn có thể roll được một chút xíu để mà đi tìm Nata 2 đánh cho nó dễ anh em nhá. Chứ Nata 1 thì nó yếu lắm anh em ạ. Sức mạnh của Nata 1, Nata 2 và Nata 3 nó khác nhau cực kỳ luôn. Rồi, xem nào, đây là bộ gì đây? Đây là bộ Đông Vũ, xong lại có một tí Trọng Chú. Rồi thì bộ này chắc là bộ Đông Vũ rồi anh em ạ. Nhưng mà có một cái vấn đề ở đây là mỡ có lẽ là sẽ đép được một chút. Ui dồi ôi, con gì nó lướt qua ảo ma Canada Lazada Nobita thế. Toàn bố rồi anh em ạ. Công nhận ông nhi để lướt kinh thật. Sợ ấy là trưởng. Gió hét. Để lấy gió hét đã anh em ạ. Ô có Brody này. Thôi biết thế mỡ lấy gió hét anh em ạ. Nếu như thế thì mỡ sẽ kích hoạt được 4 con kỷ nguyên. Mỡ sẽ roll cờ được nhiều hơn. Hay là cố gắng roll để đi tìm một cái con gió hét ném vào nhỉ. Chứ bây giờ cái bộ cờ này của mỡ 5 chiêm tinh nó cũng chẳng để làm gì cả. Và anh em có thể nhìn thấy là ở trong trận đấu này là mỡ còn đang bị tranh cờ cơ. Khi mà rõ ràng trong số 8 người chơi này là đã phải có tầm 3 đến 4 ông là chơi bộ chiêm tinh rồi. Cho nên là anh em có thể thấy ở thời điểm này mỡ còn chưa tìm ra được con Karina cơ anh em ạ. Chưa thấy con Karina đâu cả. Đây là bộ gì đây? Đây là bộ đặc nhiệm pháo thủ. Có Kibi đứng ở trên bục. Đấy, sấy có vẻ khá lực. Đấy, Nata không chơi được rồi anh em ạ. Nata bây giờ mới Nata 1 với cả chưa có chiêm tinh. Ây da, bây giờ bỏ mới dậm à?
không dậm kết liễu đi được con Rafaela anh em ạ. Trong khi đó thì Brody gồng rất lâu toàn anh em ơi. Đấy, anh em có thể nhìn thấy là cái sức mạnh của cái bộ cờ chiến tinh xạ thủ kỳ nguyên này ở thời điểm hiện tại nó vẫn đang là khá yếu. À, ui dồi ôi, anh em thấy chưa? Bị tranh cờ anh em này. À, nó up lên quả con Matip 3 nhìn lực thực sự luôn. Rồi, bây giờ chả nhẽ là mỡ nên up slot nhỉ? Bây giờ chắc là mỡ nên up slot anh em nhá. Để mỡ xem cái nào. Ồ, có pha lên chiêm tinh này. Pha lên chiêm tinh. Đấy rồi. Chuẩn rồi anh em ạ. Rồi, như vậy là mỡ hoàn thành xong được 6 chiêm tinh. Đưa pha lên chiêm tinh cho Karina là mỡ. À, quên mất, đưa cho Natalia là mỡ đã có được 6 chiêm tinh. Nhưng mà 6 chiêm tinh này thì chưa có Karina. Đấy, nó lại khổ là như thế. Về sau chúng ta mà đi tìm cái bộ chiêm tinh sát thủ thì chúng ta vẫn buộc phải có con Karina để mà nó kích được cái cộng hưởng sát thủ. À đây, do hết này. Do hết lấy về nha. Up slot luôn anh em nhá. Ok, để mỡ từ từ anh em, để mỡ check đồ cái này. Rồi. À, Minotaur cho đừng lên đây. Đưa cái phần chấn cho con Natalia cho nó phù nó nhanh hơn. Và để xem nào. Up slot đi anh em ơi. Rồi, ok. Như vậy là mỡ đã cấp 8 rồi. Bây giờ là sẽ có tỷ lệ ở đây là 6% ra từ 5 vàng. Khi mà anh em up được lên 4 kỷ nguyên là cùng một lúc chúng ta sẽ lấy được hai cái con cờ đắt nhất trên cái bàn cờ anh em nhá. Anh em nhìn này. 3, 2, 1. Bùm chiếu. Đấy, lấy được Kazita với cả Brody rồi. Đấy, sức mạnh của cái bộ kỷ nguyên là một trong những cái bộ nó hacker đã cấp cao hơn. Đấy, Karina, Natalia anh em nhìn này. Natalia thì với cơ bản là cao khá đau nhưng cái khả năng chống chịu của Natalia nó yếu quá anh em ạ. Ui dồi ôi, 29 máu cao ơi. Chết mợ rồi, chắc phải làm lại video clip cho các ông xem rồi. Kỳ lùm mé anh em ơi. Lại còn bị thằng kinh lót kia nó cà khịa nữa các ông ạ. Khiếp, nhìn cái bộ này đây kìa, nó lại còn chat là easy charm. Tức là ở đây là gì? Tức là nó bảo là cái con chỉ huy, cái con Kaboom kia quá là dễ chơi. Công nhận Kaboom dễ chơi thật. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại mỡ vẫn đang gọi là phải đi tìm được cái con trời ơi, tìm hóng ra luôn anh em ơi. Mỡ đang cần tìm một cái con Natalia nữa để lên Natalia 2 và 2 sao ở trong turn tiếp theo. Còn cái turn này thì mỡ đang không biết là có đép được không anh em này. Cờ toan trẻ con, Brody, Irithel, Natalia, Helcut, rồi thì Zohet, Minotaur, Xbox toan cơ trẻ con này. Không ổn được các ông ơi. Gặp bọn nào đây? Bán này. Đây rồi các ông ơi. Trời ơi, tôi nghĩ kiểu gì tôi roll lại ra Natalia. Ôi, cái phát vừa xong là tôi phải đỏ lắm anh em ạ. Mà còn ở thời điểm hiện tại thì ăn rồi. Bộ cờ này là bộ cờ rắc đầu anh em ạ. Ngay ngon. Đây rồi. Ăn được rồi công ạ. Nhưng mà thế điếu nào team bạn nó có rắc đầu nó lại lòi ra thêm cả con Akai cầm phản kích là như nào. Úi xồ ôi, mỡ lo được. Natalia một độ cao xương xương chỉ khoảng độ tầm 2000 đam thôi. Nhưng đây các em ạ. Chuẩn bị gọi là mỡ lấy con Nata về và up lên 2 thì cái câu chuyện nó khác bọt lắm các anh em ạ. Chờ mỡ tí nhá. Rồi, Nata lấy về. Xbox lấy về. Tơn sau là mỡ sẽ có Natalia anh em ạ. Tơn sau là mỡ sẽ có Natalia. Nhưng tơn này là mỡ không lấy cái gì anh em nhá. Để mà mỡ muốn để cho cái cộng hưởng chiến tinh lấy cho mỡ hai cái con cờ. Sau đó mỡ sẽ bán đi một con và giành chiến thắng ở round này, mỡ sẽ được cộng thêm một vàng nữa, tức là mỡ sẽ có lợi tức 20 vàng. Để mà tơn sau tiếp tục up slot anh em nên lưu ý nhá, chúng ta là phải up slot tiếp anh em ạ. Bởi vì ở đây là gì? Bởi vì ở đây là chúng ta mới chỉ có được cái tỷ lệ ra tướng 5 vàng là 6% mà thôi. Nó quá ít anh em ạ. Nó quá ít luôn. Bao giờ phải lên được cái cấp trình cái tỷ lệ nó roll ra tướng 5 vàng phải là 15% cơ mới chơi được. Rồi. Ok, 19 vàng. Win xong tờ này là mỡ sẽ được lợi tức 20 vàng. Và nó sẽ nhả ra cái thiết bị nhân bản. Đây rồi. Cầm thiết bị nhân bản công nhá. Để xem nó đồ gì đây. Băng thạch à? Chế diêu berserker. Băng thạch rồi. Cầm băng thạch anh em nhá. Đó, cầm băng thạch để cho một cái đứa nào đó cầm. Cho Natalia cầm anh em ạ. Bởi vì là cái phần chấn bây giờ mỡ nghĩ là cũng không quá là cần rồi. Chờ anh em nhá, để xem cái đợt này nó ra cái tinh khí gì. Tinh khí gì đây? Tinh khí sát thủ đất. Ui, cái tinh khí ngon nhất. Cá nhân mỡ cho rằng là thế anh em ạ. Anh em nhìn cái tinh khí đất ý. Cái tinh khí đất của bộ sát thủ là gì? Nó sẽ hồi HP tương ứng với 100% cái lượng sát thương mà đã gây ra. Anh em hiểu không?
Tức là cái con Natalia mà cầm cái tinh khí này nó còn ngon hơn cả bộ đấu sĩ cơ ông ạ. Úi dồi ôi. Rồi ok nha, tôi sẽ cần roll để mà up cái bộ cờ của tôi. Đây rồi, ui, đây còn ra cả Nata nữa cơ ông ạ. Mỡ nghĩ là mỡ đang cần, mỡ nghĩ là mỡ sẽ cần phải up dần cái bộ cờ của mỡ lên anh em ạ. Chứ bây giờ cờ 1 sao này không đánh được. Từ từ nha. Roll thử xem nha. Ok. Thôi mỡ nghĩ là bây giờ sẽ để mà up slot đi anh em ạ. Bây giờ mà là mỡ muốn đi tìm con Karina. Mỡ buộc phải roll bởi vì mỡ muốn đi tìm con Karina cơ ông ạ. Phải có Karina khi mà đưa vào vứt con Matisse ra này này thì mới kích được 4 sát thủ nữa thì Natalia nó sẽ mạnh hơn. Còn bây giờ Natalia nó chỉ ở cái mức gọi là tầm trung mà thôi. Đối đầu này mới đưa sốc đao chúng ta tiền đình luôn đấy anh em ạ. Rồi ở đây, ôi số ôi, team bạn toàn 3 sao ghê thế. Ây ạ. Ui, Nata bắt đầu xanh rồi anh em ơi. Được nhờ. Nata ổn rồi đấy anh em ạ. Ôi số ôi. Tầm này Nata nó nhảy vào giữa đội hình team bạn mà nó có cái băng thạch nên team bạn cũng giảm đi khá là đáng kể cái lượng sát thương nó nhận vào. Quên mất nó gây ra anh em ạ. Xem nào. Ra cái con cơ gì đây? Úi dồi ôi, Brody đi lên 2 đi anh em ạ. Karina này, rồi ok, vứt Karina vào thay Matisse. Matisse anh em nha. Đấy rồi, anh em kìa, trời ơi. Tinh khí đất của Natalia cũng được kích luôn. Đấy, ở thời điểm hiện tại thì anh em có thể nhìn thấy cái bộ cờ này đã làm cho mỡ thời điểm hiện tại là hòm hòm sức mạnh rồi. Ok rồi, bây giờ lý tưởng ở đây là gì? Up slot lên, đi tìm Natalia 3, đi tìm bò. Đấy, cái bộ chiến tinh bây giờ là bộ chiến tinh sát thủ bây giờ là chúng ta chỉ có tập trung chơi theo hai cái con cờ đấy mà thôi. Cái gì đây? Tinh khí đất. Đấy, mỡ vừa chỉ vào cho anh em xem đấy. Rồi. Úi dồi ôi, team bạn làm 3 sao thế? Nhưng vấn đề là Natalia nó kích được tinh khí đất rồi các ông ơi, nó cào kìa. Từ từ nha. Ơ cái gì đây? Trên mỡ ở team nó có hai con Karina anh em ạ, không cào được. Rồi cho cao cái. Đấy, các ông thấy chưa? Khỏe chưa? Đấy. Úi dồi ôi, chết mỡ rồi anh em ơi, thằng kia nó lấy mắt báo, nó lấy đồ của mỡ mất rồi. Không ổn rồi đại vương ơi. Ok. Bây giờ cái mà tôi cần nhá, cái kịch bản của tôi cần ở đây là gì? Đấy là tránh gặp mấy cái đứa đang rực cháy kìa anh em kìa, thằng Hip Cup là 1, thằng King Lord là 2 kìa, anh em nhìn thấy không? Để tránh gặp mấy cái thằng rực cháy đấy để mà chúng ta gọi là có được một cái thế trận gọi là về late game. Bây giờ cần gì? Bây giờ cần Mino lên 2 này, Heo Cút lên 2 này, Karina lên 2 thì có thể. Anh em nhìn thấy không? 1, 2, 3 đứa đang tranh chiêm tinh. Tức là tính cả mỡ vào là có 3 đứa đang chơi chiêm tinh. Đấy, úi dồi ôi, thằng này xong 4 sát thủ với cả 6 chiêm tinh rồi này. Nhưng mà cái tinh khí chiêm tinh của thằng này nó còn dùng được nhá. Còn mỡ là tinh khí chiêm tinh là vứt đi rồi đấy. Mỡ chấp một cái tinh khí ở đây anh em ạ. Rồi, lấy được Leomode với cả Beleric, thêm được 8 vàng tinh tinh vào tài khoản. Natalia thì nhảy vào giữa đường bên phía của team bạn, anh em nhìn cào kìa. Úi dồi ôi. Nhưng mà gặp con Masha thì nó lại không cào liên tục anh em ạ. Này cào anh em này. Ôi không mất máu luôn anh em ơi. Anh em biết tại sao mất máu không? Bởi vì là tinh khí đất của sát thủ đấy cơ ông ạ. Trời ơi. Một cháu lên bảng đếm số về đất mẹ. Ôi. Quả tinh khí sát thủ này mắc pinh lắm luôn anh em ơi. Cái tinh khí sát thủ đất là một trong những cái tinh khí cực kỳ ngon. Bởi vì nó hồi máu tương ứng với 100% sát thương gây ra mà anh em. Mà Natalia bây giờ nó cào toàn mấy nghìn máu thì nó trả hồi lại liên tục. Bùa. Chắc là không có đứa nào. Ôi, dáng tinh đao. Sức chứa mỡ sẽ lấy hồi mana khởi điểm. Ok. Lấy được thêm cái bùa nữa. Cái bùa này thì mỡ sẽ để cho Minotaur cầm. Đây rồi, heo cơn lên 2, up slot luôn anh em nhá. Up slot luôn. Đưa con Natalia thêm vào nữa. Đây rồi, ok. Có nên vứt con gì ra không nhỉ? Heo cơn không vứt được này. Karina không vứt được này. Natalia. Mỡ sẽ đưa bùa cho con Minotaur anh em nhá. Để cho nó có thêm một tí khống chế giúp con Natalia nó được chơi. Bây giờ trên trận đấu này nó chỉ còn 1, 2, 3, 4, 5 ông nữa thôi. Nhưng thanh niên Mercury kia thì gần đất xa trời mất rồi. Nhỏ nhất vẫn là ông King Lord. Ui, trận đấu này nó đang có 3 ông rất là rực cháy anh em ạ. Đấy là mỡ thanh niên King Lord với cả thanh niên Hip Cup. Đấy, ở đây mà sẽ lấy con bắn Kazita đi này. Ok. Úi dồi ôi, Natalia. Ui, bộ này bộ gì đây? Úi dồi ôi, phù thủy trọng chú Hắc Thành anh em ơi. Phù thủy trọng chú Hắc Thành. Ui, Nata. Ui, Nata kìa. Ui, Nata ơi. Ui, Nata kinh
cả lò tim bạn cậu ơi. Ui con Nata 1v9 này. Ui ui hồi máu kìa. Ui 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 xong. Bây giờ cái con này, cái con Nata nó chỉ sợ duy nhất đấy là cái khống chế thôi các ông ạ. Còn nếu như mà khống chế không có thì bao nhiêu con cờ nó cũng cân luôn. Đù. Từ từ anh em nhá, bỡ cấp 9 rồi. Bây giờ tỷ lệ ra Natalia nó là có rồi này. Rôn này. Karina lên. Minotaur lấy về, Rôn này. Đây rồi các ông ơi. 1, 2, 3, 4, 5. Mỡ có 5 con Nata rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu bao nhiêu nhỉ? 4 con Natalia nữa. À, có một con đến từ cái pha lê Nhật Bản. Vậy là chỉ còn thiếu 3 con Natalia nữa thôi là chúng ta tìm đến hoàn thành xong được cho mình. Đó là cái mục tiêu của cuộc đời rồi anh em ạ. Từ từ Nata nha. Anh em chuẩn bị nhìn mỡ tự lấy Nata này. Tinh tinh. Đó, lấy được em Nata rồi. Bán Kajita đi. Vâng, đấy là sức mạnh của bộ kỷ nguyên anh em nhá. Rồi, ok. Bộ này bộ gì đây? Bộ này là bộ xạ thủ chiến tinh. Xạ thủ chiến tinh anh em ạ. Ôi ôi, không ăn thua. Top 4 rồi. Top 4 rực cháy duy nhất trong cái game này rồi. Lực chiến là 71. Trong khi đó thì cái thằng top 3 nó chơi phù thủy hắc thành. Nó lực chiến, nó, sức mạnh nó kinh quá anh em ạ. Rồi, Minotaur lên từ từ nha. Tí nữa lên anh em ạ. Tí nữa chúng ta để cho cái kỷ nguyên nó tự lấy cờ về để chúng ta tích lũy được lợi tức 20 vàng anh em nhá. Rồi ok. Còn 20 giây. Thanh niên hip cup kia hình như là đang muốn lên Xavier 3 thì phải. Ui, nhìn quả kia anh em kìa. Phù thủy trọng chú. Đó, bên này thì xạ thủ chiến tinh. Xạ thủ. Ui, nhìn bên kia cờ toàn sao với cả sao hết, cả mắt chóng hết cả mặt không ạ. Nhìn lại cái bàn cờ của mình thì ôi dồi ôi, ba đang 1 sao, Mino 1 sao, do hết 1 sao. Có lại những cái con cờ khác là 2 sao anh em ạ. Ok. Bây giờ thì cái lối chơi của chúng ta đơn giản rồi, chúng ta có thể phó mặc vào cho cái cuộc sống này anh em ạ. Rồi, lấy kiếm diệt quỷ nhá. Ok. Xem nào. Karina không cần. Minotaur lấy về. Karina ơi, quên mất Natalia ơi. Đây rồi. 1, 2, 3, 6 con Nata rồi anh em ạ. 6 rồi, đây rồi. Cần một con nữa. Thôi. Rồi này. Nata ơi. Úi dồi ôi. Má cái thế trận dầu sôi lửa bỏng như này, tôi phải bán cờ đi để tôi roll tiếp thôi anh em ạ. Chứ bây giờ mẹ, Nata đâu ấy nhở. Nata ơi. Đủ, không có Nata luôn câu ạ. Ai, căng thẳng quá. Cặp thằng nào đây? Đây là bộ cờ. Úi dồi ôi, vạch Sana 3 các ông kìa. Vạch Sana 3 các ông kìa. Phải nồi. À, không có Natalia anh em ạ. Chắc chả cần xem đâu bởi vì là thua bố rồi đâu nữa anh em. Ờ à, không. Ui Nata anh em kìa. Ui Nata đang cân kìa. Ui dồi. Ui dồi ôi. Khỏe thế. Ui vãi nồi ạ. Ui dồi. Úi dồi ôi, Natalia này khỏe vãi cả trưởng anh em nhờ. Xịn, ok. Rồi, như vậy là chỉ còn. Úi dồi, ô kìa, con thực thể cao nó Nata ơi. Ô kìa, thua. Úi dồi ôi, tự nhiên lại mất đi 11 máu Zidane ấy nhờ. À, nó không còn Nata không ạ. Ơ, Nata đây rồi. Từ từ, để tôi bán, để tôi bán con Brood đi đi. Là đủ tiền, đúng rồi, lấy Nata về. Up lên. Đây rồi, Nata giáng lâm công ơi. Nata 3 đây rồi. Trời ơi, tôi xếp lại đồ một tí anh em nhá. Từ từ nha, lấy Rafaela 3 vàng về này. Đấy, để cho nó thêm búp búp một tí cho nó gọi là vui nhà vui cửa. Ok. Rồi, các ông nhìn con Nata 3 các ông này. Đây là tôi với cả thằng Hip Cup. Thằng này, ủ dồi ôi, bộ thằng này phải hơn 150 lực chiến anh em ạ. Để tốt mỡ anh em ơi, Nata ơi. Nata 3 các ông ơi, Nata 3 xin được thưa với anh em, đây là Nata 3 chiếm tinh các ông ạ. Ui, một, ui lại 1v10 à. Nata ơi, ui dồi ôi. Ui dồi, Nata các ông kìa, không mất bao. Ui, ui, con Nata này nó bị điên rồi. Ui dồi ôi. Gần 300.000 đam không ạ? Vãi cả nồi. Mấy
Ôi dồi ôi, Công ơi. Đầu video clip thì mỡ cho rằng là mỡ không thể nào build được cái bộ cờ này anh em ạ. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì ôi dồi ôi, các ông, các bà, các cô, các chú, các dì, các bác, bố, mẹ ơi. Từ từ mỡ bán con gió hết đi nhá. Bán con gió hết đi bởi vì tự nhiên đang lẻ loi cái kỷ nguyên. Chỉ cần 2 kỷ nguyên là hack được một cái con cờ rồi. Bây giờ bán con gió hết này đi thêm cái con bò để tăng khả năng chống chịu. Đấy, rồi ok. Sổ ôi, nhìn dàn chắn phía trên kìa. Team bạn đang xếp lại cờ gọn gọn là rồi. Mỡ cũng sẽ đổi vị trí của Minotaur sao cho gần với cái bộ cờ của team bạn nó dập anh em nhá. Dập anh em nhìn này, dập đi ông ơi. Dập này. Ui sổ ôi. Rồi, ôi sao. Mé, Nata lại một cân hết rồi Nata ơi. Cao đi em ơi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ôi, sao lại đang cào lại hết đi. Nhưng mà Nata đánh nó được hồi máu. Đúng rồi, đúng rồi. Ơ kìa, mé đang cào dở khiếp cái bộ hắc thành. Ui, Xavier 3 sao kìa. Cao nó. Ui. Clip rồi anh em ạ. Trời ơi, có clip dành cho anh em rồi. Vâng, một bộ cờ mà có thể nói rằng chỉ có 133 sức mạnh thôi mà đè nát cái bộ cờ 172 sức mạnh. Anh em ạ, kinh khủng vãi cả trường. Đấy, và như anh em có thể nhìn thấy, anh em nhìn cái bộ cờ của cái thằng đứng thứ nhì kìa. Phù thủy, trọng chú, hắc thành, pháp sư. Cái bộ cờ này quá mẫu mực luôn. Nhưng cái bộ cờ của mỡ nó còn kinh khủng hơn anh em ạ. Nata 3, chiêm tinh, hai món đồ trần phái cực ngon là cái băng thạch chiến dìu, rồi thì bò 2. Không, tất cả những cái con còn lại nó chỉ là làm nền cho Natalia để nó 1 cân 10 thôi anh em ạ. Và quá kinh khủng, đó chính là Natalia 3 sao gây ra 300.000 sát thương các ông ơi. Và không biết rằng anh em đã build được một cái bộ cờ có thể nói là tối thượng liên quan đến chiêm tinh là Natalia chưa. Nếu như chưa thì anh em hãy xem cái video clip này để mà tập build nhá. Còn nếu như rồi thì anh em nghĩ rằng còn cái bộ cờ nào có thể ăn được cái bộ này không thì đừng quên để lại comment bên dưới video clip cho mỡ biết. Và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video clip tiếp theo sau nha. Peace.